hôm qua bắt mình đốt mà sữa rồi mình chửi, cái hôm nay ăn luôn rồi đó, cũng biết nghe lời, cũng thương. Hôm qua chửi kêu lớn dài đầu rồi ăn đi, bất rồi cái là nó bỏ sữa luôn, không thèm uống nữa cho nó ăn nè. Mình nấu cháo, đi ra đây con, đi đi, meo 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 meo, đi ra đây nè, đi meo 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 meo, hoa hai đứa màu trắng là con hoa hoa, đây là hoảng hoảng mới sanh năm đứa này đó. Đây là năm đứa con này là của hoảng hoảng nha, hai đứa này là con của hoa hoa màu trắng. Xong rồi nó chi chép cái nhà mình là hay gớm chưa. Nè, quay xung quanh đi để cho coi nè, đó cái nhà mình đó hay gớm đó. Bắt tay kia kìa.
Đây là vô pen nè. Cái chân nó dính dơ nên nó liếm 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 ơn lát rồi ôi nè. Rồi ơi dính cơm dính cháo tùm lum nè. Đây là vô pen nè. Vô pen này cái mặt nè. Không, cái mặt. Cái mặt em đen đen, cái mũi em đen đen đó, em là vô pen. Trộn cơm cho mẹ thì con ra ăn rồi mẹ vô cháo của con mà. Liếm hết đi con. Rồi con liếm cho sạch dĩa nha. Liếm sạch dĩa không con? Rồi bye bye các bạn nha.